bác kính yêu. Trong niềm hân hoan, tự hào của đại biểu sinh viên về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, chúng cháu 695 đại biểu thay mặt cho 2,1 triệu hội viên, sinh viên trong và ngoài nước cùng hội tụ về thủ đô Hà Nội, trái tim thân yêu của Tổ quốc, nơi có bác kính yêu đang yên nghỉ vĩnh hằng để báo công dân bác. Kính thưa bác, trong những năm qua, chúng cháu luôn ghi nhớ và khắc sâu những tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng của bác kính yêu với tuổi trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên nói riêng. Hội sinh viên Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần khẳng định được vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc trong thời kỳ mới.